khỏi đoạn rậm rạp này rồi nghỉ. Ôi, mệt chết mất. Chúng ta đã đi ròng rã 6 ngày đường rồi. Theo như bản đồ này thì chúng ta sắp đến được hẻm Linh Dương rồi. Chúng ta may mắn không mắc dịch bệnh, lại có trong tay tấm bản đồ quý, thì phải tìm bằng được loại nấm này giúp đỡ mọi người. Nhưng chỉ sợ chưa cứu được người thì đã chết cục trong rừng này mất thôi. Thôi, chúng ta lên đường tiếp đi. Vừa mới nghỉ chân mà. Từ sáng chúng ta nghỉ 3 chặng rồi. Phải tranh thủ, sớm ngày nào càng nhiều người được cứu ngày đó. Chưa kịp lấy hơi để thở đã lại đi tiếp. Anh Tí, anh vẫn đi được đấy chứ? Hay là chúng ta nên quay về thôi. Chúng ta đi ròng rã 9 ngày rồi, chẳng nhẽ quay đầu về thế sao? Thôi, chẳng còn sức mà đi tiếp đâu. Mệt, sắp chết rồi. Gắng thêm chút đi anh. Đến hẻm Linh Dương rồi, chúng ta đến nơi rồi. Đúng hẻm Linh Dương không? Anh nhìn bản đồ mà xem, chúng ta đến nơi rồi. Tuyệt vời, vậy là được đổi đời rồi. Đường cục sao? Không còn đường nào khác, chúng ta phải vượt qua vách núi này mới vào hẻm Linh Dương được. Chẳng có đường đi, vách núi như thế, vượt sao được? Vốn dĩ, đến hẻm Linh Dương này làm gì có đường? Chẳng phải chúng ta cứ đi và đã mở ra một con đường đó sao? Nhưng trong rừng có thể vượt qua bụi rậm, vượt qua thác gần. Còn đây là một vách núi sừng sững với những tảng đá khổng lồ, hiểm trở, vượt kiểu gì đây? Trong khi lương thực chúng ta đã cạn, cộng với đi ròng rã 9 ngày, giờ còn sức đâu mà leo được. Chúng ta đang ở giữa rừng, không lo vấn đề lương thực. Còn vách núi này, chưa thử thì chưa nói trước được điều gì. Tôi đã dự trù chặng đường có nhiều khó khăn, nên mang đầy đủ vật dụng cần thiết rồi. Nào, bắt tay vào thôi. Chẳng phải chúng ta cố gắng là vô ích sao? Hãy vì loại nấm quý kia mà cố gắng thôi. Loại nấm quý có thật hay không cũng chưa ai biết. Chúng ta quay về thôi. Có thể sang làng khác làm ăn sinh sống để tránh dịch bệnh cũng được mà. Kìa anh Tí, đừng vội thôi chí. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ trở về. Nếu anh vẫn kiên quyết ở lại thì tùy anh. Mình không thể bỏ cuộc. Địa trông coi ở hẻm núi Linh Dương này, xem chừng ý chí của con rất mạnh mẽ. Nếu chưa qua được vách đá này thì con sẽ không dừng lại mà quay đầu. Con chào cụ, con nhất định phải tìm bằng được loại nấm ở hẻm núi này về để chữa bệnh cho dân làng. Được rồi, ta sẽ giúp con. Cụ có thể giúp con ư? Đa tạ cụ. Nhưng cụ ơi, còn người bạn con, xin cụ hãy giúp cả anh ấy. Người như anh ta có giúp cũng phỏng ích gì. Riêng con có một ý chí bất khuất, một tấm lòng kiên trung vì nghĩa lớn. Đó chính là điều đã khiến ta cảm động. Ôi, một con đường! Giờ con có thể hái nấm quý về chữa bệnh cho dân làng. Đa tạ cụ, thần thổ địa, nhất định con sẽ dùng nấm quý để cứu người. Vậy thì cứu được mọi người rồi. Thoát nghèo. Chào bác Ngọ. Chú Long đấy à? Hôm nay qua đây chơi hay có việc gì thế? Em qua đây có việc nhờ bác. Bác cho em xin cái chữ ký vào đây được không ạ? Sao lại xin vào danh sách hộ nghèo? Chả là thế này. Em nghe người ta mách. Được vào danh sách hộ nghèo thì mỗi tháng sẽ được nhà nước trợ cấp cho ít tiền. Em lên xã làm thủ tục thì người ta bảo trước tiên em phải làm đơn rồi đưa cho bác trưởng thôn ký. Chú chưa hiểu rồi. Có phải ai cũng được xin vào danh sách hộ nghèo đâu. Phải có tiêu chuẩn mới được chứ.
như nhà chú là chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt đâu. Dạ em biết nhà em chưa đủ tiêu chuẩn rồi, có thế thì em mới phải nhờ bác. Bác cứ giúp em ký cho em một chữ vào đây, còn lại em tự lo. Không được đâu, nhà chú đâu có đủ chuẩn hộ nghèo mà tôi ký cho chú. Vợ chú làm công nhân nhà máy, nhà lại có ruộng, hai thằng con chú nó khỏe mạnh thế, sao đủ tiêu chuẩn mà xin vào hộ nghèo? Không đủ tiêu chuẩn thì bác cứ cho em vào danh sách có sao đâu. Không được, chú xem nhà ông Hinh kia kìa, trong danh sách hộ nghèo 3 năm nay rồi. Mẹ già thì ốm liệt giường, vợ thì tâm thần, một thằng con khuyết tật chẳng có công việc gì. Nhà ông Hinh thì nghèo nhất làng mình rồi, em còn lạ gì? Thì đấy, em biết là nhà em không có đủ tiêu chuẩn, nhưng em muốn xin vào hộ nghèo để có thêm ít tiền trợ cấp thôi mà. Nhà chú không đến nỗi nào xuất hộ nghèo để dành cho những gia đình khó khăn chú à. Biết là thế, nhưng bác cứ giúp em, sau này em không quên ơn bác. Thôi chú về đi, tôi không bao giờ làm thế cả. Cả làng tín nhiệm tôi nên mới bầu tôi làm trưởng thôn. Tôi lại đi làm cái việc không đúng này thì còn ra làm sao? Hàng xóm láng giềng, bác có mất cái gì đâu. Chỉ cần ký cho em một chữ, thế mà bác cứ gây khó dễ hoài là sao? Không bao giờ tôi giúp chú cái việc này hết nha. Chú về đi. Bác Liên ơi! Có việc gì mà thập thập thò thò thế chú Long? Bác trưởng thôn có nhà không bác? Ông ấy lên xã rồi. May quá! Em có việc nhờ bác. Có việc gì thì chú cứ nói. Chẳng là em muốn xin vào danh sách hộ nghèo để được thêm ít tiền trợ cấp, nhưng mà bác trưởng thôn nhất định không cho em xin chữ ký để em lên xã làm thủ tục. Nhưng mà chú có phải hộ nghèo đâu. Dạ em biết thế, có thế em mới phải nhờ. Thế thì không được rồi. Em biếu bác con gà trống tơ, chắc nhất đàn gà nhà em đấy bác ạ. Đúng là con gà ngon. Vâng, bác giúp em nhé. Nhưng mà cũng khó. À, mà cứ để tôi thử xem sao. Vậy trăm sự nhờ bác nhé. Chú cứ yên tâm về đi, có gì tôi báo ngay. Tốt quá, bác giúp em nhé. Ông ký cho tôi một chữ vào đây đi. Sao lại ký vào tờ giấy trắng tinh chả có chữ gì thế này? Cứ ký trước đi, tôi viết vào sau cũng được. Nhưng ký làm gì mới được chứ? Tôi đang muốn làm đơn đi xin học cho thằng cháu ông chứ sao? Có chữ ký của ông cũng hơn. Thế thì bà cứ viết đơn đi xong rồi tôi ký. Tôi đang vội đi lắm. Ký luôn đi, rồi ra trường các cô hướng dẫn làm đơn sao? Bà là chúa rắc rối. Thế là đã đủ thủ tục. May quá, nhờ có bà vợ bác trưởng thôn chứ không thì... À, chú Long đây rồi, tôi tìm chú mãi. Bác trưởng thôn. Tôi cấm chú không được làm cái trò này nhé. Chú xin chữ ký của tôi không được nên đút lót bà nhà tôi hả? Dạ. Bà ấy dám lừa tôi để lấy chữ ký giúp chú. Thế tờ giấy đâu rồi? Em để nhà rồi. Bác về nhà em mà tìm. Được rồi, tôi sẽ tìm cho ra cái giấy. May quá ông ấy không biết mình đang cầm tờ giấy. Vừa không mất gà lại vẫn có chữ ký của ông ấy. Bác Hinh ơi, bác lên quỹ ban làm gì đó? Chú Long đấy à, tôi lên đây vì cái danh sách hộ nghèo đấy. À, nhà bác ở trong danh sách hộ nghèo 3 năm nay rồi còn gì. Thế bác lên để làm thủ tục vào danh sách của năm nay hả? Không, tôi lên đây để làm thủ tục xin rút khỏi danh sách ấy chú ạ. Sao bác lại xin rút? Chẳng là thằng cò nhà tôi mới xin được việc đi bê gạch cho một đội thợ xây. Thế là nhà tôi đỡ cơ cực rồi. Thằng cò nhà bác bị tật nguyền như thế mà cũng đi làm được sao ạ? Nó tuy bị tật nguyền nhưng vẫn còn khả năng lao động. Tại sao lại không đi làm cơ chứ?
Thì tuy là thế, nhưng bác cứ kệ chứ việc gì phải xin rút khỏi danh sách hộ nghèo ạ. Mỗi tháng được thêm tiền trợ cấp, ai kiểm tra đâu mà bác lo. Sao lại thế? Tôi mong mãi mới đến cái ngày nhà tôi thoát khỏi chuẩn hộ nghèo để lên ủy ban xin rút khỏi danh sách đấy. Người ta xin vào chẳng được, thế mà bác lại xin ra à? Nhà tôi tuy vẫn nghèo nhưng cũng đỡ hơn rồi. Còn nhiều gia đình khó khăn hơn nhà tôi ấy chứ. Như nhà bà Năm nè, có hai cậu con bị hội chứng đau. Nhà bác Lê có chồng vừa bị tai nạn, phải bán cả nhà đi đấy. Rồi à, nhà cậu Lớp, một mình cậu ấy nuôi cả bố mẹ già với mấy đứa em ăn học. Tôi nhường lãi suất cho những gia đình ấy chú ạ. Thôi tôi đi nhá, chào chú. Vâng, chào bác. Ông ấy đúng là người nghèo có lòng tự trọng. Khó khăn là vậy mà còn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo để nhường suất cho gia đình khác khó khăn hơn. Chiếc máy tính bỏ túi. Ra bến xe lấy đồ mẹ tớ gửi đã, rồi hẳn về ký túc xá nhé. Ừ, đi. Tớ đói quá rồi đây nè. Hôm nay thế nào mẹ cậu cũng gửi đầy đồ ăn ngon nhỉ. Sinh nhật cậu cơ mà. Tất nhiên rồi, đi nào. Ngon quá là ngon Nam ơi. Ôi chào, con cảm ơn ông trời đã cho hôm nay là ngày bạn con sinh ra đời để con được ăn thức ăn ngon tuyệt thế này. Sinh nhật chả tặng quà người ta, chỉ ăn là giỏi. Đã bảo nợ mà tớ đã tặng cậu cái thân tớ, một thằng bạn mẫm mỉm, tốt bụng thế này mà còn chưa đủ hả? Cậu bóc quà mẹ gửi nhanh lên nào, tò mò quá. Ôi, mẹ tớ tâm lý quá Trung ơi, đúng là thứ tớ đang cần. Tuần sau lớp tớ học giải hóa bằng máy tính bỏ túi rồi. Sướng nhé, nhất cậu rồi đấy. Đây là chiếc máy đời mới nhất, lớp tớ cũng chỉ vài đứa có thôi đấy. Ừ, tớ sẽ cho cậu mượn mà. Một thời gian sau. Thôi chết, quên mất, hôm qua cô dặn chiều nay thi thử đại học sinh giỏi quốc gia. Cô dặn có mặt lúc 2:15. Thôi chết, máy tính đâu rồi? Thế là mất tiêu rồi, không nhớ là để quên ở đâu hay đánh rơi nữa. Biết nói với mẹ sao đây, mà hôm nay thi thử kiểu gì cũng phải có máy tính. Cô đã dặn rồi. Thôi, cứ phải lên trường rồi tính tiếp. Nam, chiều nay khối chuyên hóa được nghỉ cơ mà. Ừ, nhưng tớ quên bén. Chiều nay cô dặn lên thi thử đề thi học sinh giỏi quốc gia, mà máy tính của tớ mất tiêu rồi. Đề thi lại cần dùng máy tính, có chết không cơ chứ. Lớp cậu tuần tới là chọn đội tuyển quốc gia chính thức rồi nhỉ. Thế kỳ thi thử này quan trọng lắm. Để tớ vào lấy máy tính của tớ cho cậu mượn nha. Cậu mua máy tính lúc nào thế? Cậu lên làm bài thi đi, kẻo muộn. Tớ lên đây. Em đứng ngoài này đi, giờ giảng bài tập bằng máy tính mà em lại không có máy tính thì học thế nào được. Em xin lỗi cô, em quên mất ạ. Vậy thì em đứng ngoài đi, vì không có máy cũng không học được, cô thất vọng quá. Cô đã dặn đi dặn lại từ tuần trước là buổi học này nhất định mỗi em phải chuẩn bị một chiếc máy tính có đủ các tính năng cô yêu cầu rồi mà. Lẽ nào đây chính là máy tính của mình, giống y máy mình, cả máy vết xước nữa. Chứ máy tính hôm nay thằng Trung mới mua, sao mà lại cũ thế này được? Mà thằng Trung lấy đâu ra tiền mua máy tính được? Đúng là nó lấy máy tính của mình. Chả trách, vừa thấy mình bảo thi thử quốc gia là thấy ai nấy phải đưa ngay cho mình. Chứ không đời nào nó lại chịu không có máy tính bị phạt thế kia. Không thể tin được Trung nó lại làm thế. Tìm thế nào cũng không ra cái máy nữa. Không thể nào mất trùng hợp thế được chứ. Lát nó về, mình phải mắng nó một trận nên thân. Bạn bè thân thiết với nhau mà lại làm thế, nó mượn mình có tiếc gì đâu chứ. Trung à,
Chiếc máy tính bỏ túi này là của thầy giáo Minh hàng xóm nhà mình cho con đấy. Thầy nói máy tính này thầy đã dùng một thời gian rồi, nhưng vẫn tốt lắm. Nghe mẹ kể chuyện con học trường chuyên trên tỉnh, thầy khen con lắm. Biết con đang cần dùng máy tính, thầy tặng lại cho con đấy. May quá, nếu không có thầy thì mẹ cũng chưa có tiền mua máy tính mới cho con đâu. Con nhớ giữ gìn cẩn thận mà dùng nhé. Thì ra là vậy. Thế mà mình nỡ nghi ngờ nó. Mình tệ quá. Nó đã hy sinh cả giờ học để cho mình mượn máy. Trung ơi, Trung ơi, tớ xin lỗi cậu. Cái thằng này làm tớ hết hồn. Xin lỗi cái gì hả? Vì tớ mà cậu phải đứng ở ngoài. Hầm thế. Có chuyện đó cũng phải xin lỗi. Tớ nghĩ một tiếc có sao đâu. Hôm nay cậu mít ướt lạ quá. Không chỉ có thế, tớ mất máy tính, tìm mãi không thấy đâu. Tớ còn nghi là cậu lấy đi học. Lúc về phòng đọc được bức thư mẹ cậu gửi cho cậu. Tớ cậu tha lỗi cho tớ nha. Cái thằng này nghi ngờ cả bạn bè thế đấy. Mà cậu đang giấu cái gì thế hả? Tan học rồi sao chưa về mà vẫn đứng đây? Thôi chả giấu cậu nữa. Đây là tranh khắc gỗ cỏ bốn lá may mắn. Tớ học khắc để tặng cậu mấy hôm nay rồi đấy. Bù quà sinh nhật nghe chưa? Sắp xong rồi, tối tớ tặng. Chúc cậu tuần tới thi đỗ vào đội tuyển quốc gia. Cậu tốt với tớ quá. Mà cậu tha lỗi cho tớ chuyện cái máy tính nhé. Có gì mà lỗi với lầm, chúng ta là bạn cơ mà. Ngày chủ nhật của Min. Mẹ ơi, mẹ mua cho con siêu nhân đi. Không, con có ô tô điều khiển rồi còn gì. Sao cái gì con cũng đòi mua nữa thế? Mẹ hết tiền rồi. Có 30.000 thôi mà mẹ. Mẹ mua cho con đi. Mua cho con đi mà. Mẹ không đôi co với con nữa. Đi thôi, ra ngoài kia nào. Min, con phải hiểu rằng mẹ không phải lúc nào cũng có tiền để con thích đòi cái gì là có cái đó. Những thứ mẹ mua cho con có chơi mấy đâu. Con xem, ở nhà còn bao nhiêu là đồ chơi, vậy mà con còn đòi thêm nữa. Tại mẹ không thương con thì có. Không phải vậy. Con ơi, con mua kẹo đi cô. Kẹo lạc nhà cháu tự làm đó cô. Chỉ có 5.000 một gói này thôi ạ. Cho cô một gói nha con. Con xem đi, cậu bé đó bằng tuổi con, còn phải đi kiếm tiền. Con có biết kiếm được đồng tiền khó như thế nào không? Mà suốt ngày cứ bắt mẹ mua hết cái này đến cái kia. Cậu đó khác, con khác. Khác cái gì chứ, con chẳng khác gì cả. Nếu có khác á, thì chỉ là cậu ấy kiếm ra tiền. Còn con thì không mà thôi. Mà mẹ nghĩ, con cũng có thể làm được như cậu bé ấy. Mẹ nói vậy là sao? Mẹ nói con hãy tự đi kiếm tiền mà mua những gì mình thích. Đừng có xin mẹ nữa. Nhưng con biết làm gì ra tiền, con còn nhỏ mà. Bạn kia cũng còn nhỏ, mà bạn ấy vẫn làm được đó thôi. Thế này nhé, mai là chủ nhật nhỉ? Mẹ sẽ cho con mượn một khoản vốn, lấy bóng bay về cho con đi bán. Bán hết bóng bay, con trả mẹ vốn, còn lãi bao nhiêu thì con giữ. Muốn mua gì thì con tự mua. Hay đấy, con sẽ kiếm được thật nhiều tiền cho mẹ coi. Con trai, nếu như bán hết chỗ bóng bay này, con sẽ lãi được 40.000 đó. Bán hết là con sẽ mua được siêu nhân. Đơn giản mà, con sẽ làm được. Mẹ cứ về đi, nhà mình ngay đây, nên mẹ không sợ con đi lạc đâu. La la la, ta đi bán bóng bay, sẽ có tiền trong tay, thật là vui biết mấy. Ta làm được lắm thay. Anh ơi, chị ơi, mua cho em một trái bóng bay đi. Làm giật cái mình, đi chỗ khác chơi. Cho anh chị nói chuyện, nhanh lên. Sao nhiều người khó tính thế? Bố ơi, bố mua cho con quả bóng bay màu hồng kia đi. Con gái, con có búp bê Barbie rồi mà. Sao giống mình thế? Mình cũng hay đòi hỏi mẹ mua các thứ. Cho bán cho chú một quả bóng bay kia nha. Bao tiền chú gửi? Dạ, 10.000 quả bóng đó ạ. Này, thằng bé kia, đi chỗ khác bán hàng đi. Ở đây cấm bán hàng rong nghe chưa? Dạ, vâng vâng, cháu đi đây ạ. Dạ, cũng mệt thật.
Còn 2 quả nữa thôi, bán cho hết rồi về. Giờ này cũng muộn rồi, ở nhà kiểu gì mẹ cũng lo lắm đây. Tội nghiệp thằng bé, nhưng phải như thế thì thằng bé mới hiểu được giá trị của đồng tiền. Mẹ ơi, con về rồi đây, con bán hết chỗ bóng bay rồi. Tốt lắm, con rửa tay rồi vào ăn cơm nha. Ăn từ từ thôi con. Mẹ biết không, hôm nay con đi nhiều lắm ấy, hai chân mỏi nhừ, bụng thì đói, mồm thì khát. Cứ phải như vậy thì mới ăn được. Mọi khi mẹ phải hò hét chán chê con có chịu ăn đâu. Tiền gốc con trả mẹ nè. Hôm nay con lãi được 35.000 đó. Bán hết thì mẹ tưởng là lãi 40.000 chứ, sao lại có 35.000 thôi vậy? Mẹ còn nhớ cậu bé bán kẹo hôm qua không? Con bán cho cậu bé đó có 5.000 một quả bóng thôi. Nó nói nó mua tặng cho em gái nó nên con... Con làm vậy là rất đúng đó. Thế nào con trai, hôm nay con có 35.000, mai mẹ chở con đi mua siêu nhân nhé. Không, con nghĩ rồi, con không mua nữa đâu. Sao thế con? Sau buổi bán hàng ngày hôm nay, con nhận ra rằng để kiếm được đồng tiền thật không dễ tí nào. Vậy mà lâu nay con cứ luôn đòi hỏi mẹ, hết cái này đến cái khác. Không biết rằng mẹ cũng vất vả mới kiếm được đồng tiền. Chỗ tiền này con sẽ để dành nuôi lợn, cuối tuần con sẽ đi bán hàng thêm. Bao giờ đến năm học mới, con sẽ đạp lợn để mua sách vở giúp đỡ mẹ. Con trai của mẹ lớn thật rồi. Ông già Noel và quả cầu tuyết. Đấy là một cậu bé ngoan. Ta chỉ còn món quà cuối cùng cho một đứa trẻ nữa. Có vẻ không có mắt ở đây. Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra. Chúng ta đi tìm mắt nhé. Ai đang khóc đây? Có phải mắt không? Cháu là mắt phải không? Ông già Noel. Cháu ăn từ từ thôi. Cháu chưa ăn tối hả? Dạ chưa, cháu rất vui vì được gặp ông. Ta cũng rất vui vì được gặp cháu. Nào, bây giờ ta đưa cháu về nhà nhé. Ngoài này trời lạnh lắm. Cháu không về nhà đâu. Cháu là đứa trẻ vô dụng. Mẹ cháu không cần cháu. Sao lại thế? Mẹ cháu bảo cháu như thế, cháu sẽ không về nhà nữa. Mẹ cháu sẽ không phải cáu giận nữa. Ra thế, vậy để ta xem sự thể thế nào. Hôm nay tuyết rơi nhiều, cháu có muốn cùng ta làm một quả cầu tuyết thật to không? Quả cầu này rất kỳ diệu đấy. Kỳ diệu như thế nào hả ông? Cháu nhìn đi. Cháu thấy đi, hằng ngày mẹ cháu gặp bao điều bực bội, áp lực đủ thứ đổ cả lên đầu. Mắt, con làm cái gì thế? Mắt, con ơi! Giờ giữa đêm khuya, lại đang đi lang thang tìm cháu. Rõ ràng không phải mẹ cháu không yêu cháu và không cần cháu, đúng không nào? Dạ. Thỉnh thoảng người lớn cũng mắc lỗi, cũng không kiềm chế được mình. Ta phải biết tha thứ cho họ, vì ta yêu họ giống họ yêu ta. Cháu bỏ đi thế này, mẹ cháu lo lắng biết nhường nào. Cháu
cháu không muốn mẹ cháu phải lo lắng. Vậy ông đưa cháu về nhà với mẹ nhé. Vâng ạ. Mất ơi, con ở đâu? Cháu cảm ơn ông. Cháu ngoan lắm. Vậy bây giờ mất vào nhà trước để ông nói chuyện với mẹ một lúc nhé. Dạ vâng ạ. Ta có món quà này cho con. Đây là quả cầu kỳ diệu mà ta và mắt đã làm. Con hãy nhìn vào nó xem. Mình sẽ giúp mẹ rửa bát. Mẹ sẽ rất vui. Mắt, con làm cái gì thế hả? Cháu là đứa trẻ vô dụng. Mẹ cháu không cần cháu. Người lớn chúng ta có nhiều việc không như ý, khiến ta bực mình, nóng nảy, nhưng không thể trút những cơn giận ngoài xã hội lên những đứa trẻ, đặc biệt khi chúng chẳng may gây ra những hậu quả gì đó. Điều đó khiến chúng tổn thương nhiều lắm. Con là người mẹ tội. Không ông bố, bà mẹ nào tội nếu họ nhận ra lỗi lầm của mình và cố gắng đem lại cho con cuộc sống tốt đẹp hơn. Con cảm ơn ông nhiều. Cháu chào ông. Cảm ơn ông. Chúc hai mẹ con một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.